Rồi, hello, chào các bạn đã trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tới một cửa hàng tại Bình Dương để mình sẽ báo giá cho các bạn một cái dòng xe nhập khẩu và cũng như những dòng xe của Việt Nam nha các bạn. Thì trước mắt các bạn là con R15 V3, thì các bạn cũng biết ha, đây là phiên bản 2019, thì được bán với giá rất là hot và cũng rất là đặc biệt nha các bạn, là 71 triệu chưa có biển số. Nếu các bạn mà muốn mua xe này với giá tốt 71 triệu thì các bạn phải liên hệ cửa hàng xe máy Khải Oanh, thì ở cái này, cửa hàng này nằm trên Bình Dương, thì có bán giá rất là tốt luôn. Thì mình luôn lát chút xíu nữa mình sẽ để cái địa chỉ ở bên phía dưới cho các bạn có thể là liên hệ tới cái cô bé bán hàng rất là dễ thương, người ta sẽ tư vấn các bạn coi nếu các bạn ở biển tỉnh á, thì làm cộng thêm bao nhiêu tiền để làm biển số tỉnh, hoặc là ở thành phố thì cộng bao nhiêu tiền để làm biển số thành phố nha. Mình nhắc lại xe R15 V3 phiên bản 2019 hai màu, còn hai con như các bạn thì được bán với giá là 71 triệu chưa có biển số nha. Rồi, còn đây là những con Honda Winner, gọi là Winner GTR nhập khẩu từ Indo nhé các bạn. Đây là Winner Version 2 nhập khẩu từ Indo. Thì các bạn cũng biết là những con này là rất là đẹp và được trang bị công nghệ mới nha. GTR nha, Version 2 của Winner. 56 hả? Cầm bao gồm giấy tờ luôn rồi. Mà là biển của thành phố ha, là tỉnh là 5253 hả? À, đưa giấy là 5253 thôi nha. Rẻ được khúc luôn. Đó. Ở đây bán rất nhiều dòng xe luôn nha. Thôi để lát mình để cái số điện thoại ở dưới bên dưới nha. Các bạn nào ở Bình Dương thì ra đây coi. Hả? Muốn lên hình không? Cho lên hình luôn. Nói chung là có đi qua coi thì thấy xe nhập khẩu ở đây nó rẻ hơn. Cái nào thì nó thực tế ha. Có Winnet nữa nè, 50, biển thành phố Hồ Chí Minh. Không mà tùy dùng nha các bạn. Các bạn ở Bình Dương có thể rẻ hơn. Nước kinh xe nhập khá nhiều. Nào về ít luôn à. Radio này là giá sao em? Radio nếu như bản này thì 50 triệu à. 150 đúng không? 150. 50, 150 là 50 triệu, chưa biển số, đừng tính biển số vô. Đúng rồi. Còn 125. 125 thì ok, 10 triệu là 4 triệu. Đó, thì mình thấy cái giá bên này nó nới mình lòng á. Nếu mà xe nhập giá nó nới không mình lòng. Còn đây là những con Honda Sonic nha các bạn. Thì Honda Sonic thì được bán với giá là 60 triệu chưa có biển số. Nếu các bạn thắc mắc về biển số tỉnh thành phố Hồ Chí Minh á, thì các bạn có thể là liên hệ cửa hàng xe máy Khải Oanh, có số điện thoại bên dưới, hoặc là mình sẽ để cái phần mô tả ở dưới, các bạn có thể liên hệ nha. Gọi đến cô bé này rất là dễ thương, người ta sẽ tư vấn cho các bạn ha. Rồi, nếu các bạn muốn trực tiếp đến cửa hàng để mà xem xa xe cũng như là tham khảo về cái giá rất là tốt ở đây, thì các bạn có thể là tới cái địa chỉ mà mình sẽ để tới cái phần mô tả bên dưới nha các bạn. Thì các bạn có thể tới để mà xem xe và cũng như là coi cái giá xe rất là tốt ha. Ngoài ra những ở đây nó có rất là nhiều dòng xe các bạn có thể là coi hoặc là tham khảo. Thì các bạn hãy nhớ bấm like và subscribe để chia sẻ video này ha, cũng như là sẽ ủng hộ cái cô bé bán hàng ở đây rất là dễ thương. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào một video tiếp theo.